Như tôi là một bác sĩ phẫu thuật thì đối với tôi cái sức khỏe là quan trọng, cái khả năng mà để tái tạo sức lao động để phục vụ cho bệnh nhân là quan trọng. Và ngoài ra thì gia đình cũng là một yếu tố rất là quan trọng, vì thực sự là không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho nên tôi lựa chọn mua cái dự án Aqua, mong muốn là mau chóng xây dựng xong rồi thì chúng tôi sẽ đổi để di chuyển tới nơi đó ở. Thứ nhất là vì cái không gian, cái môi trường sống xanh sạch tuyệt đối rất quan trọng cho cái vấn đề sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Và với cái không gian xanh và một cái môi trường sống mà đưa con người ta trở về gần như là thiên nhiên đó, thì nó cực kỳ quan trọng đối với lại trẻ con, đặc biệt chẳng hạn như con của tôi. Bây giờ nếu mà sống ở cái những cái khu đô thị, thành phố rồi này nọ thì thậm chí là các cháu không bao giờ thấy được những cái mảng xanh. Còn ở đây thì cực kỳ tốt đối với sự phát triển của tâm hồn và thể chất của trẻ em. Thì theo như tôi cái đó là cái yếu tố cực kỳ quan trọng và tôi rất chú trọng đến cái vấn đề này. Ngoài ra nữa thì một cái yếu tố nữa nó giúp cho tôi lựa chọn cái khu đô thị sinh thái Aqua, nó giúp cho chúng tôi gắn kết được cái tình cảm của các cái thành viên trong gia đình. Vì cuộc sống công nghiệp hiện nay nó không có nhiều thời gian để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cả gia đình với bên nhau. Nhưng mà đối với ở Aqua đó thì nó có tất cả mọi thứ. One stop service cuối tuần, tất cả mọi thành viên trong gia đình có thể quây quần với nhau, đua thuyền rồi thậm chí là camping, làm những cái buổi sinh hoạt ngoài trời cả gia đình với nhau, mua sắm tất cả mọi cái thì nó chỉ cần một cái chỗ dừng chân thôi, không có cần đi đâu khác hết, để giúp cho gắn bó cái tình cảm của gia đình. Và đó đối với chúng tôi là một cái điều rất là quan trọng trong cái thời buổi công nghiệp hiện nay khi chúng ta không có nhiều thời gian dành cho gia đình.